tại Việt Nam sẽ giới thiệu cho các bạn cái quy trình phỏng vấn xin visa Mỹ là như thế nào. Đầu tiên là bạn phải xếp hàng. Thì tại ngày phỏng vấn thì theo như lịch hẹn bạn đến cái văn phòng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam hoặc trước hoặc là chậm nhất là 20 phút so với cái giờ hẹn. Và đến nơi thì bạn phải xếp hàng theo cái sự chỉ dẫn của nhân viên và chờ đến cái lượt mình trong cái phòng chờ phỏng vấn là từ 3 đến 5 người một lượt. Thứ hai đó là bạn phải lấy cái số thứ tự. Thì vào đến cái phòng phỏng vấn thì bạn bấm máy lấy cái số thứ tự theo cái sự chỉ dẫn của nhân viên và nhớ lấy hai liên xếp hàng đến lượt nộp hồ sơ cho nhân viên lãnh sự và kèm theo một cái liên số thứ tự. Sau khi nộp hồ sơ thì bạn ngồi chờ đến lượt gọi cái số thứ tự của mình hiển thị trên cái bảng điện tử và cái loa thông báo. Tiếp theo đó là bạn phải lấy dấu vân tay. Thì đến lượt gọi bạn lại lấy dấu vân tay theo cái sự chỉ dẫn của nhân viên lãnh sự và sau đó thì tiếp tục ngồi chờ lượt gọi phỏng vấn. Trong khi mà vào phỏng vấn thì bạn sẽ bật cửa theo cái thông báo để trả lời phỏng vấn. Và cuối cùng là bạn ghi cái phiếu SMS khi mà rời khỏi cái phòng phỏng vấn và cuộc phỏng vấn là hoàn tất. Và khi bạn đạt yêu cầu thì hộ chiếu của bạn sẽ được lãnh sự là giữ lại và bạn ra ngoài SMS làm cái thủ tục để lãnh sự quán gửi trả visa và hộ chiếu tận nhà cho bạn. Lúc này thì bạn sẽ nộp cho quà SMS một cái link thứ hai là cái số thứ tự của bạn. Sau đó thì bạn ra về chờ cái ngày nhận visa và thu xếp hành lý cho chuyến đi. Trường hợp nếu như mà bạn không đạt cái yêu cầu thì hộ chiếu của bạn sẽ được trả lại và bạn vui lòng rời khỏi cái phòng phỏng vấn lập tức và mọi thắc mắc cũng như là nắng ná thì sẽ không giúp gì được cho bạn. Và bạn đang chuẩn bị cái hồ sơ du học Mỹ thì Tâm Đại Dương sẽ hỗ trợ bạn là chuyên điện form DS-160, mua phí service, mua form phỏng vấn và điền form các nước khác như là du học, du lịch. Bên cạnh đó thì Tâm Đại Dương còn giúp các bạn sắp xếp hồ sơ đối với những bạn chưa đủ khả năng tự tin để